Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lâm Minh. Tại vì mình một cái quốc gia trải qua nhiều cái chiến tranh loạn lạc và mình đi từ một con số 0 mà như hôm nay thì người dân của mình bị truyền thông vắt mũi nhiều hơn. Theo tôi thấy như vậy, truyền thông Việt Nam nó vắt mũi lên mạng cũng vậy, có nhiều người họ không cập nhật được những cái thông tin gọi là đa chiều, trái chiều, những cái thông tin mà xác thật. Tôi nói trái chiều ở đây là cái gì, là những cái thông tin mà xác thật chính thống của những người ta chuyên gia, rồi người ta bình luận như thế nào họ không cập nhật được. Các bạn đừng có nghĩ những cái browser và những cái như là Microsoft, Google hay là Yahoo, các bạn về Việt Nam là các bạn có thể cập nhật được đâu. Tại vì ở Việt Nam họ cài cái mặc định. Mỗi lần mà tôi đi về á, tôi mà cầm laptop và tôi về bển mà tôi đổi cái gọi là cái location, có nghĩa là cái vùng mà đó, là chuyển qua Việt Nam á, cái múi giờ cũng vậy nữa, là tôi vô những cái tin tức ở nước ngoài tôi vô không được. Tại vì cái mặc định nó đã cài như vậy rồi. Muốn vô là tôi phải đổi lại, hay tôi đổi là cái hồi lúc trước cái định vị của tôi là ở bên Mỹ, thì tôi phải đổi lại cái mặc định ở bên Mỹ tôi mới vào được. Tôi mới có thể vào được trong Yahoo, tôi mới vào được Google, mà của những cái kênh chính thống, những cái người chuyên gia người ta bình luận mới xem được. Hay là lên ngay cả chứng khoán thị trường ở tại New York cũng vậy, mình mới vào được. Chứ còn không là nó bị mặc định toàn là tiếng Việt, rồi những cái truyền thông tiếng Việt họ dịch lại, thuật lại đó, rồi họ, những người mà họ chỉ biên soạn lại rồi họ thêm mắm thêm muối, nó bắt đi những cái tính trung thực. Cho nên vấn đề mà cập nhật thông tin, nếu mà nói về người dân trong nước của mình chưa có đủ cái khả năng để rằng cập nhật được những cái thông tin trên thế giới. Đó là thứ nhất, nó đòi hỏi vấn đề mà ngôn ngữ. Tối nay tôi nói thật, cho nên nhiều khi một số các bạn lên mạng chia sẻ ca ngợi về vấn đề mà tôi nói như là VinFast đi, nhưng mà cái về mặt trái đó, về cái mặt mà những cái chuyên gia người ta định hướng, người ta bình luận và người ta phân tích thì nó lại trái chiều lại. Cho nên chính vì vậy đó, những cái thế lực mà gọi là thù địch xuyên tạc chống phá Việt Nam đó, nó mới lợi dụng được, nó mới dùng cái đó, dùng những cái sự kiện đó, nó mới xuyên tạc chống phá Việt Nam. Các bạn thấy không, thà là ở Việt Nam mình im, mình đừng có lên mạng mình phô trương, mình tung hô quá thì không sao, các bạn thấy không. Còn khi mình tung hô quá thì những cái tụi mà nó chống phá Việt Nam nó nắm bắt được những cái sơ hở về truyền thông đó ở hải ngoại đó, nó nắm bắt được. Bây giờ tôi lên mạng tôi thấy có nhiều người họ photoshop hay là họ chỉ chia sẻ những cái gọi là tin tức nó chưa được kiểm chứng đó, họ tung hô một cái sự việc gì trong nước, xong rồi trên không gian mạng những cái kênh mà truyền chính thống của những người phân tích chuyên gia đó, người ta nói rất là chính xác thì họ bị hớ. Cho nên lý do là tôi thấy những người mà gọi là đấu tranh, gọi là yêu nước, là bảo vệ cơ chế Việt Nam á, là họ bị những cái thành phần chống cộng ở hải ngoại gọi là qua mặt hết trơn à. Nói là đại khái là vậy đó. Tôi vào trong mấy cái đấu trường cũng vậy, họ đưa những cái thông tin đó, nó không có thiết thực được. Cho nên tụi những cái tụi mà tổ chức chống cộng ở hải ngoại nó nắm được những cái điểm yếu đó, bắt đầu nó xuyên tạc chống phá Việt Nam, thế bắt đầu nó kích động, nó gỉ tai những cái người mà nhẹ dạ cả tin trong nước. Đó là lý do các bạn thấy tôi về Việt Nam, ngay cả một tôi đi khắp nhiều nơi, tôi giao tiếp lại những thành phần mà gọi là lao động phổ thông, những người mà gọi là nghèo khổ đó, người giai cấp trung lưu họ sống nó nghèo khổ không đúng, những giai cấp mà họ sống có như họ lao động, họ làm ăn, họ kiếm tiền cuộc sống hàng ngày của họ đó, khi ngồi trò chuyện với họ đó thì họ ca ngợi Mỹ, họ mê
họ họ rất là phái, không những họ còn nghe những cái truyền thông của truyền thông xuyên tạc chống phá Việt Nam của thằng Trương Quốc Huy hay là của thằng Sơn Lê rồi của bọn Diệp Tân của những cái tổ chức chống cộng ở ngoài hải ngoại đó, các bạn thấy tụi nó nói một cách phải nói là nó nói một cách gọi là nó chứng thực được những cái sự kiện ở nước ngoài, và nó phản bác được những cái mà thông tin mà những người gọi là lên mạng gọi là bảo vệ cơ chế Việt Nam mình đó. Tụi nó chứng minh, cho nên tôi để thích làm sao cho nó dễ hiểu đó. Tụi nó dùng những cái thông tin của nó chính thống, bắt đầu nó quay qua, nó đánh ngược lại, nó làm cho cái những cái người mà lên mạng mà gọi là bảo vệ cơ chế bị hụt hẫng, và khiến cho những cái người dân, những cái người khác họ lên mạng họ mất niềm tin, bắt đầu họ họ đi theo những cái thế lực mà xuyên tạc chống phá đất nước. Các bạn thấy nó rất là nguy hiểm à, bởi vì truyền thông Việt Nam nó không có cái sự liên kết rõ ràng rõ rệt, mạnh ai nấy nói, mạnh ai nấy chia sẻ để đặng làm sao câu được nhiều view và kiếm được nhiều tiền. Còn còn những cái quốc gia mà người ta bảo vệ cái lợi ích quốc gia họ, các bạn thấy truyền thông của họ 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 một lòng với nhau ghê lắm. Các bạn thấy thằng Mỹ cũng vậy, đó. Những cái chuyện gì mà ảnh hưởng tới lợi ích của quốc gia, quyền lợi của nhóm lợi ích nó, đừng hòng mà nó lên đó mà các bạn thấy nó xào tới xào lui, nó nói một lần là xong, và nó đồng một lòng với nhau. Nó tụi nó phải nói là rất là có cái sự gọi là quán triệt về vấn đề mà tư tưởng để đặng mà nó bảo vệ cái lợi ích của quốc gia đó. Còn truyền thông Việt Nam của mình, các bạn xem ông nói gà bà nói vịt, lên coi nào là báo Tuổi Trẻ, báo Tiền Phong hay là những cái tờ báo Việt Việt Nam Express gì đó, mạnh ai nấy nói à, rồi YouTuber đồ mạnh người nào đấy làm sao mà chia sẻ theo cái cách của họ, rồi những người họ hâm mộ một cái sản phẩm nào đó của Việt Nam hay là một người nào đó của Việt Nam, họ cũng nói theo cái ý của họ mà họ không dựa trên cái thực tế và cái sự xác thực của thông tin. Các bạn thấy không, nó gây xáo trộn thông tin rất là nhiều. Cho nên tôi cũng những gì tôi chia sẻ tôi nói chuyện mà tôi cũng đi tìm hiểu đây đó và đúc kết ra để mong là gửi một cái thông điệp về quê hương để những người mà lãnh đạo hay là những người mà người ta có những cái tầm nhìn chiến lược, họ có thể nghiên cứu, họ có thể tìm hiểu những cái thông tin tôi chia sẻ. Tôi tin, tôi nghĩ là vậy, chứ không phải là tôi là cái là hay hay là cái gì, nhưng mà cái cuộc sống của tôi tiếp cận được cái môi trường sống ở bên Mỹ, nó hàng ngày hàng giờ hàng phút tôi tiếp cận được, cho nên tôi thấy và tôi chia sẻ vậy thôi. Thôi thì mình dừng lại ở đây, xin chào quý bạn chị các bạn trong diễn đàn nha. Bye 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 bye.